Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, hôm nay trời không có mưa mà Mina ở ngoài sân và mình đang luộc một ít thịt gà cho bé mà Mina ăn. Nó tha được những thịt gà trong cái góc này. Nhìn nó ăn rất là ngon miệng luôn nhé. Các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo VN của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo VN của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh channel Kitten Mèo VN nhé, để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo. Đây là mèo Min.